Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của bên cơ sở lan rừng này ở nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 25 tháng 10 năm 2019 thì bên cơ sở lan rừng nhà em hôm nay lại cập bến nhiều loại mặt hàng lan đẹp ạ. Và đặc biệt là hôm nay thì bên cơ sở lan rừng nhà em có một lô phi điệp tím vùng Cao Bằng. Thân nù phải nói là cực kỳ là đẹp luôn ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em thì có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng và báo giá tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hôm nay nhà em có ạ. Trước tiên là cái dòng hàng kg. Hàng kg hôm nay bên em vừa về một cái lô giáng hương đuôi cáo, cô chú anh chị nhìn cho em ạ, quá là tuyệt vời luôn, thực sự cái lô giáng hương đuôi cáo của ngày hôm nay. Đó, em đã cắt tỉa rất là sạch sẽ rồi, hàng tươi căng mướt như thế này. Cây khá là to đều cô chú anh chị ạ. Đấy, cô chú anh chị nhìn này, là những cây đã trưởng thành rất là đẹp luôn. Em bán với giá là 160.000 cho 1 kg gam nhé. Hàng em đã cắt tỉa rất là sạch sẽ luôn rồi đấy ạ. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Số cây thì dao động khoảng tầm 9 đến 13 cây trên 1 kg. Rồi dòng hàng tiếp theo đó chính là dòng lan Đai Châu hay còn gọi là Nghinh Xuân là Ngọc Điểm. Đây là dòng Đai Châu hàng bắc rừng cô chú anh chị ạ. Hàng Đai Châu rừng bắc trụ cô chú anh chị nhé. Đó. Hàng Nghinh Xuân Ngọc Điểm, dòng lan nở đúng hoa vào dịp Tết. Hiện tại thì em thấy là một số cây là đang nứt nụ rồi cô chú anh chị này. Đó, đang nứt nụ rồi ạ. Đang nhú nụ ra rồi. Một số cây thì mới đang bắt đầu nứt thôi cô chú anh chị nhé. Đó. Nhưng mà tất cả những cái hàng này thì sẽ đều chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị có thể chơi Tết. Một cái dòng lan hàng bắc trụ, châu rừng bắc trụ này, phải nói là cái dòng lan hoàn hảo, khá là hoàn hảo hảo để cô chú anh chị có thể ghép cho mình những cái giò lan Đai Châu đẹp nhất để chơi hoa Tết ạ. Hàng này thì sẽ rơi vào khoảng tầm 4 đến 6 cây trên 1 kg. Cây khá là đều cô chú anh chị ạ. Lá xếp bản lá ngắn rất là đẹp luôn như thế này nhá. Em bán với giá là 650.000 cho 1 kg ạ, 650.000 và cô chú anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường. Em thấy là đa số người ta phải bán tầm trên 670, 680 trên 1 kg. Hàng này thì em khẳng định rằng chắc chắn là Tết cô chú anh chị sẽ được chơi hoa. Tuy nhiên thì có một số cây là nó sẽ chưa nứt nụ tại vì là hiện tại thì còn khá là cách xa Tết nhé cô chú anh chị. Những cây như thế này hiện tại em thấy chưa thấy nứt nụ nhưng mà chắc chắn là đến Tết là sẽ có hoa nhé. À đây, đang bắt đầu mới nhú nhú lên một tí đấy ạ. Có những cây thì nó chậm hơn một tí nhá. Dòng hàng tiếp theo đó chính là Hoàng Thảo Trầm Vàng. Đây là một cái dòng lan khá là khác biệt so với lại những cái dòng lan trầm, dòng lan Hoàng Thảo khác. Riêng với dòng Trầm Vàng này ạ, thì với những dòng Hoàng Thảo, tất cả dòng Hoàng Thảo thì em thấy là gần như là tất cả đều là nó ra hoa từ những cái thân đã trưởng thành, rụng hết lá. Còn riêng dòng Trầm Vàng này ạ, nó sẽ ra hoa từ những cái thân đang còn tơ ạ. Đó, nên là như cô chú anh chị có thể nhìn thấy hiện tại đang có, nó đang bắt đầu lên mầm tơ nhé cô chú anh chị. Và những cái mầm tơ này sang xuân thì nó đang độ phát triển sung, thì sang xuân nó sẽ cho hoa luôn đấy ạ. Rồi sau đó nó sẽ tiếp tục rụng lá và tiếp tục phình thân đấy ạ. Đó, đấy là cái điểm rất là khác biệt của dòng Trầm Vàng với lại những cái dòng khác. Trầm Vàng em bán với giá là 220.000 cho 1 kg. Trước đây khi mà cái hàng Trầm Vàng mới về ạ, thường người ta phải bán 600-700. Thời điểm hiện tại bây giờ người ta chỉ bán là 220 thôi. Giá 220 thì phải nói là cực kỳ là đáng sưu tầm để cô chú anh chị có thể về trồng thử và chăm thử đấy ạ. 220.000 cho 1 kg dòng lan Trầm Vàng nhá. Thời điểm bây giờ rất là đẹp để cô chú anh chị có thể ngắm. Còn lô hàng hôm nay em có về bốn bó nghệ tâm to đùng luôn cô chú anh chị này. Hoàng Thảo Nghệ Tâm hay còn có tên là Thạch Hồng Duyên Dáng, có đúng 4 khóm như thế này thôi, 4 phần như thế này thôi ạ. Hiện tại thắt hết ngọn rồi. Hàng cây bé tí xíu như thế này nhưng mà ra hoa thì cực kỳ là sai, bông hoa to đẹp lắm luôn đấy ạ. Một bó như vậy em bán với giá là 50.000 cô chú anh chị nhé. 50.000 cho một bó. Rất là đẹp luôn. Hôm nay em có duy nhất một phần đơn cam rất là nhiều luôn cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Quá là yêu luôn. Một phần đơn cam nhé cô chú anh chị. Phần đơn cam này em bán với giá là 150.000 ạ. Cô chú anh chị nhìn, mình có thể ghép được một giò đơn cam quá là tuyệt vời luôn. Vài giò đơn cam rất là tuyệt vời luôn từ chỗ này. Và một phần hỏa hoàng cam này đây cô chú anh chị nhá, nhìn yêu lắm đây ạ. Đó, chỗ hỏa hoàng cam này cô chú anh chị ghép được một giò quá đẹp luôn. Em bán chỗ hỏa hoàng cam này 70.000 nhá.
Và bên này đây là những cái cây vanda rừng thơm ạ. Hàng hiện tại thì em thấy là nó đang chuẩn bị ra nụ rồi đấy ạ. Đó, hàng thì em đã chia ra theo từng bó như thế này. Với mỗi một bó thì cô chú anh chị thoải mái ghép cho mình một giò lan rất là đẹp nhá cô chú anh chị. Một giò vanda rất là đẹp, hoa cực thơm luôn, dòng vanda rừng này này. Em bán với giá là 50.000 cho một bó ạ. Đó, 50.000 cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình một cái dòng lan mà có hoa rất là thơm. Và hôm nay thì nhà em lại về dòng lan hồ điệp và mãn thiên hồng rất là nhiều luôn để cô chú anh chị lựa chọn ạ. Riêng dòng hồ điệp và mãn thiên hồng này thì độ bền của nó rất là cao luôn. Mỗi một cái giò hồ điệp hay mãn thiên hồng, cái độ bền của nó phải chơi từ 3 tháng trở lên cô chú anh chị nhé. Và dòng lan rất là siêng hoa luôn ạ. Đấy, cô chú anh chị cùng xem cho em cái dòng mãn thiên hồng này. Đây là mặt hoa của mãn thiên hồng. Và hiện tại thì cô chú anh chị có thể nhìn thấy là mỗi một cây tua tủa hai từ hai cái vòi nụ trở lên đấy ạ. Và dòng này cô chú anh chị không chỉ chơi hoa mà chơi lá đều rất là đẹp luôn này. Lá tím ngắt luôn nhé cô chú anh chị. Mỗi một chậu mãn thiên hồng như vậy nhá thì em bán với giá là 90.000 cho một bầu thôi ạ. Cô chú anh chị này, 90.000 cho một bầu nhé cô chú anh chị. Và mỗi một bầu như vậy là cái kích cỡ của cái bầu rất là to luôn. Và mỗi một chậu từ hai vòi hoa trở lên, lá tím ngắt rất là đẹp nhé cô chú anh chị. Còn bên này là dòng lan hồ điệp. Hồ điệp thì em có hai loại. Đó là dòng có hai nụ thì em bán là 90.000 một cây. Còn hàng một nụ thì em bán 80.000 một cây nhé cô chú anh chị. Dòng hai nụ thì em có dòng lan bướm vàng ạ. Mặt hoa bướm vàng nhé cô chú anh chị. Đây ạ. Mặt hoa bướm vàng rất là rực rỡ luôn. Dòng hai nụ có bướm vàng em bán 90.000 một cây. Còn dòng một nụ thì em có cái mặt hoa, đó chính là dòng lan má hồng này. Và mặt hoa thần tài nhé cô chú anh chị. Đó, hai mặt hoa rất là đẹp luôn. Và dòng một nụ thì em bán là 80.000, dòng hai nụ là bán 90.000 cô chú anh chị nhé. Và ở đây là một số cái chậu kiếm. Một số chậu kiếm vàng được lai tạo giống từ cái cây kiếm đột biến của rừng ạ. Có mặt bông cực đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Kiếm vàng ạ. Dòng lan kiếm vàng thì em bán mỗi một chậu với giá là 150.000 và cô chú anh chị có thể cùng xem cho em cái mặt bông của dòng kiếm vàng. Đó. Kiếm vàng, dòng kiếm này nó tượng trưng cho sự quân tử của một người đàn ông đấy ạ. Cái mặt hoa đẹp được lai tạo giống từ cái mặt hoa đột của rừng nhé cô chú anh chị. 150.000 cho một cốc kiếm như vậy đấy ạ. Đó, mỗi một cốc từ hai giả hành trở lên nhé. Đó, và trong đó thì có giả hành to, giả hành nhỏ này. Rất là xinh, rất là yêu luôn. Và đây là những cái chậu da lan cát lai A, một trong những cái dòng lan mà có mặt bông cực to và thực sự là rất là đẹp thôi. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Chỉ cần một bông cát mà nở thôi thì chiêm ngưỡng cái mặt bông cát nở thì thực sự là quá là tuyệt vời. Đây cô chú anh chị có thể nhìn thấy cái mặt bông cát đây. Và riêng cát thì nó sẽ có rất là nhiều mặt bông nhé cô chú anh chị. Và cát lai A thì em bán với giá là 200.000 cho một chậu và nó đang mèo nụ ạ. Hàng này hàng thuần trong nước nên là cô chú anh chị về trồng thì nó sẽ rất là dễ chăm và dễ trồng nhé cô chú anh chị. 200.000 cho một chậu cát như vậy đấy ạ. Đây hôm nay em có duy nhất hai chậu hạc vĩ hồng thiên cung, cô chú anh chị cùng xem cho em. Hạc vĩ hồng thiên cung hay có vĩ hồng thiên cung hay còn gọi là hạc vĩ hồng đào ạ. Tại vì nó có màu sắc hồng đào như vậy rất là đẹp nhé cô chú anh chị. Cây thì thân không có lớn lắm đâu ạ. Đây ạ, em có duy nhất hai giò. Đó, hai giò. Cây thì không lớn lắm nhưng mà ra hoa bông cực to. Và mỗi một giò như vậy em bán với giá là 260.000 nhé cô chú anh chị. Còn duy nhất hai giò thôi ạ, rất là đẹp luôn. Đó, 260.000 cho một giò. Và bên này là một số khóm Trần Mộng. Một trong những cái dòng lan được liệt vào top những cây địa lan quý nhất và Tết đến xuân về thì thường người ta ca ngợi đến cái vẻ đẹp của dòng lan Trần Mộng Xuân đấy ạ. Quá là tuyệt vời luôn. Những cái phần Trần Mộng này thì em đã chia ra theo từng phần một nhá. Em có cái hình số 1 này, cái khóm số 1 này cô chú anh chị này, xem phần số 1 Trần Mộng số 1. Ở đây em có một cây rời và một phần khóm này nữa này. Cây số 1 này thì em đây thấy một cây nụ đang to đùng lên đây nhưng mà không biết là đây ạ. Thì phần số 1 như thế này em bán 120.000 nhá cho phần số 1 ạ. Và bên này là phần số 1A. Đây phần 1A đây. Phần 1A này cô chú anh chị cũng có thể ghép được cho mình một cái giò Trần Mộng rất là xinh luôn. Em bán cũng 120.000. Tiếp theo đây là cái phần số cái khóm số 2. Khóm Trần Mộng số 2 đây cô chú anh chị nhìn cho em này. Đẹp từ thân lá rồi ạ.
Khóm Trần Mộng số 2 này em bán với giá là 240.000 nhé cô chú anh chị. 240.000 cho khóm Trần Mộng số 2 cô chú anh chị cùng nhìn cho em. Cây khỏe khoắn. Lá căng mướt rất là đẹp. Và khóm Trần Mộng số 3. Lùn lùn xinh xinh. Xòe tròn rất là đẹp. Khóm này em bán 200.000 ạ. Khóm Trần Mộng thứ 4. Đây khóm Trần Mộng thứ 4 này cô chú anh chị này. 1, 2, 3, 4. Tròn đẹp lắm luôn đấy ạ. Thôi ôi. Ngắm lá không đã thích rồi. Khóm Trần Mộng thứ 4 này. Em bán với giá là 600.000 cô chú anh chị nhé. 600.000 cho khóm Trần Mộng thứ 4 này đấy ạ. Khóm Trần Mộng số 5. Cô chú anh chị nhìn cho em. Trời ơi thật là sum xuê. Khóm này cô chú anh chị ngắm lá thôi đã thích rồi. Đã mướt lắm rồi ạ. Cô chú anh chị chỉ cần một khóm như vậy để ở ngoài sân thôi đã quá là tuyệt vời rồi. Khóm Trần Mộng thứ 4 này à. Khóm thứ 5 em bán 650.000 nhé cô chú anh chị. 650.000 cho khóm thứ 5. Đây cô chú anh chị cùng xem lại những cái khóm Trần Mộng quá là tuyệt vời luôn. Còn đây em có duy nhất một cái giò. Như đây nhỉ. Hoàng Phi Hạc có 3 thân hoa to nù bự chảng luôn. Rất là đẹp luôn. Quá là tuyệt vời nhá. Cái giò này em bán với giá là 200.000 cho giò Hoàng Phi Hạc. Thân to đùng luôn. Cái ngón tay cái của em không làm một cái gì luôn. Cô chú chị này. Không làm một cái gì luôn ạ. Quá là to đẹp như vậy nhá. Còn bên này là những cái giò lan thuần. Hoa Tết và những cái phần phi điệp tím hàng vùng Cao Bằng nhá cô chú chị. Phi điệp tím vùng Cao Bằng. Thân nù rụt thực sự là quá là tuyệt vời. Phải nói là siêu đẹp luôn ạ. Em xin được giới thiệu từ hình đầu tiên trở đi nhé cô chú anh chị. Hình số 1 ạ. Chú anh chị nhìn cho em. Một cái dề phi điệp thân nù. Lá nhựa. Lá xếp. Kích thước khoảng tầm 1. Khoảng tầm 40cm đổ lại thôi. Mà nó to gần bằng cái ngón tay cái của em luôn này cô chú anh chị. Đó. Một cái dòng thân nù quá là đẹp như vậy. Cái thân này em bán với giá là 400.000 nhé cô chú anh chị. Hàng này cô chú anh chị mà chăm lên, nó chỉ là khi năm 2 thôi mà nó đã to kinh khủng như thế này. Mà cô chú anh chị chăm đến năm 3 thì em nghĩ là không biết là nó to đến mức độ kinh khủng như thế nào. Hình 1 400.000 nhá cô chú anh chị. Những cái giò thân nù như thế này thực sự là nó không có nhiều đâu cô chú anh chị ạ. To một cách kinh khủng luôn, rất là đẹp luôn ạ. Hình tiếp theo hình số 2. Hai kiến rất là nù và rất là đẹp luôn. Hình số 2 220.000 nhá cô chú anh chị. Một kiến ngắn và một kiến dài rất là nù luôn. Đó. Hình số 3. Hai kiến quá là tuyệt vời. Thân vằn rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Đó, quá nù đẹp. Đấy, hai kiến vằn nù. Đẹp như vậy. Em bán hình này với giá 300.000 nhá. Có hai kiến quá là to luôn. Đấy, ngắn ngắn như vậy thôi. Nhưng mà đây cô chú anh chị nhìn so. Thực sự vừa nù vừa rụt luôn này. Hình tiếp theo là kiến số 4. Kiến số 4 cũng vậy, hàng bản lá nhựa dày cộp luôn. Vạch kẻ rất là rõ trên thân. Thân nù này, cô chú anh chị. Quá là to luôn, hình này em bán 300.000 nhá. So với cái ngón tay cái của em. Ngắn ngắn như vậy thôi, nó chỉ khoảng tầm bao nhiêu nhỉ? 20cm đổ lại mà nù như này nhá. Hình này cũng rất là tuyệt vời luôn. Đó, hình số 5, 280. Cũng thế, khoảng tầm 20cm đổ lại thôi mà nó to kinh khủng luôn ấy. Hình tiếp theo là hình số 6. 150.000 cho một kiến rất là nù luôn. 150.000 nhé cô chú anh chị. Đó, bản lá tròn xoe luôn. Hình số 7. Trời ơi, nó dài mười mấy sen thôi mà nó to kinh khủng luôn ạ. Mười mấy sen thôi cô chú anh chị này. Nhưng mà so với cái ngón tay cái của em này. Đó, cô chú anh chị nhìn ạ, nó quá là to luôn. Hình này em bán 260.000 nhé. Hình tiếp theo là hình số 8. Hình số 8 này em bán 200.000 một kiến nù. Cực nù luôn, 200.000. Hình tiếp theo là hình số 9. Thân vàng. Trời ơi, quá là to luôn ạ. Rất là to luôn này cô chú anh chị. Hình này kèm theo khá là nhiều thân già này cô chú anh chị này. Nó dài khoảng tầm 35cm thôi mà to kinh khủng luôn. Cái hình này em bán với giá là 480.000 nhé cô chú anh chị. Cho cái mầm này 480.000, siêu nù ạ. Siêu nù. Còn hình này là hình số 10. Vừa nù vừa rụt, thực sự nó quá là tuyệt vời luôn. Trời ơi, quá là đẹp luôn ạ. Nù rụt luôn. Hình này em bán với giá là 450.000 nhá, là hình số 10 ạ. Hình số 11, cô chú anh chị nhìn cho em ạ.
xếp đẹp, lá xếp đẹp, thân vừa nù vừa rụt này. Đấy, cái độ dài của nó, thân già vàng óng luôn này cô chú anh chị. Đây ạ, biết là cái mặt hoa của nó như nào. Riêng hàng thân vàng này, hình này em bán với giá cũng 450.000 nhé cô chú anh chị. Hình số 11 450.000. Hình 12 cũng là một con nù rụt ạ. Thân già vàng óng này, nù rụt to đùng luôn. Chỉ cỡ 20 sen đổ lại thôi nhưng mà nó to kinh khủng luôn nhé. Hình này em bán 300.000. Hình số 13, một kiến nù, hai kiến nù ạ. Và thêm một ki nhỏ nhỏ đây nữa nhé. Hình này em bán 200.000. 200.000 đẹp lắm luôn ạ. Hình 14 này 180.000 cô chú anh chị này, 180.000 cho hình 14. Hình 15 cũng là một con siêu nù và siêu rụt này. Đấy, siêu nù siêu rụt, nó dài khoảng trên 20 cm một tí thôi nhưng mà to kinh khủng. Đấy, bản lá xếp rất là đẹp luôn. Hình này em bán với giá là 380.000 nhá. 380.000. Hình tiếp theo là hình số 16. Hai kiến rất là nù đẹp. 220.000 cho hai kiến này, 220.000 ạ. Hình tiếp theo là hình số 17. Hình số 17. Hình số 17 này em bán với giá là 300.000. Đây, hai kiến rất là nù. 300.000 cho hình số 17 ạ. Hình số 18 em bán 250.000 cho một cái con kiến này, thân xanh nhé cô chú anh chị. Thân xanh như vậy nhé. Đấy. Hình này em bán 250.000 ạ. Hình tiếp theo hình 19 này. Hình 19 này ạ, một con nù rụt ạ. Em bán hình này với giá là 260.000. Hình số 20 với giá là 300.000 nhé cô chú anh chị. 300.000. Dài khoảng tầm 25 cm, một con nù đẹp. 300.000. Hình tiếp theo hình số 21. 21 hai con nù ạ. Mùa bây giờ là mùa ghép phi điệp là tuyệt vời nhất đấy cô chú anh chị. 280.000. Hình tiếp theo là hình số 22, 380.000, một con cũng nù rất là đẹp. Đó. 380.000. Và phi điệp tím của vùng Cao Bằng thì cô chú anh chị chơi lan thì em nghĩ rằng là không ai là không biết rằng cái phi điệp tím vùng Cao Bằng là một trong những vùng miền mà có mặt hoa rất là đẹp. Khuôn bông hoa to, cánh bầu cực đẹp luôn nhé cô chú anh chị. Hàng này thì nói chung là chơi thân thì quá là tuyệt vời luôn. Hình tiếp theo là hình số 23. Một cái giò trầm trắng 3 thân ạ. Hàng đã thắt ngọn, chuẩn bị đang xuống lá, chuẩn bị chờ hoa xuân hoa Tết nhé cô chú anh chị. Giò này, ba thân trầm trắng này em bán với giá là 420.000 ạ. Một giò trầm trắng 420.000, 3 thân. Giò trầm trắng 24 cũng có 3 thân, trong đó có 2 thân này. 2 thân này rụng hết lá rồi này cô chú anh chị. Xuống lá hết rồi nhá cô chú anh chị ơi. Bắt đầu cái cây này cũng đang bắt đầu xuống lá này. Một mầm dài khoảng 80 cm và hai mầm này thì nó dài khoảng tầm bao nhiêu nhỉ? 35 cm, 40 cm gì đó. Hình này em bán 300.000. Trời ơi, 300.000 cô chú anh chị sở hữu một cái giò trầm đẹp như thế này. Một cái giống trầm trắng rất là đẹp như vậy nhá. Còn bên này sẽ là những cái giò Hạc Vĩ Thiên Cung Lữ Bố ạ. Và những cái giò lan thuần khác nhá. Thì đây là mặt hoa của Hạc Vĩ Thiên Cung Lữ Bố này. Thiên Cung Lữ Bố này thì bình thường người ta bán theo ki cơ, cô chú anh chị có thể tìm hiểu giá trên thị trường. Một ki Thiên Cung Lữ Bố thì người ta bán trên 20.000 rồi nhá cô chú anh chị. Và tất cả những cái thân già của dòng này thì các nhà vườn người ta đều cắt để ươm ki hết đấy ạ. Đấy, và hàng này là hàng nhân ki nên là sẽ chuẩn mặt hoa cho cô chú anh chị nhá. Hàng chơi hoa xuân hoa Tết. Hình số 25 em bán 380.000 cho một giò Thiên Cung Lữ Bố này, 380.000 nhá. Hình tiếp theo hình 26, một giò Thiên Cung Lữ Bố này cô chú anh chị này. Đấy, chiều dài khoảng tầm 81 m gì đó và rất là nhiều thân tơ đẹp như thế này. Hình này em bán 400.000 cô chú anh chị. Nhìn Hạc Vĩ Thiên Cung Lữ Bố, một cái dòng lan mà có mặt hoa đậm đà và tuyệt vời giá trị như vậy mà nó chỉ gần như ngang bằng với lại cái dòng Hạc Vĩ thường thôi cô chú anh chị, mà không lấy thì thực sự là một cái điều vô cùng đáng tiếc luôn. Hình tiếp theo là hình số 27. Hình 27 đây cô chú anh chị nhá. Em bán với giá là 370.000. Đã một số lá vụng lượng dụng này là bình thường nhé cô chú anh chị. Đến mùa này nó thắt ngọn hết rồi, nên dụng lá và tất cả những cây dụng lá này thì nó mới cho hoa cô chú anh chị nhìn thì thấy rồi đấy ạ. Tiếp theo là hình số 28 này. Hình 28 đây cô chú anh chị này. Hình 28 em bán 380.000. Hình 29 với giá 380.000 rất là xum xuê nhiều ngọn lắm luôn đấy ạ. Và sang bên này là những cái giò giả hạc Pháp nhá. Và dòng này là dòng hàng thân nù.
khi mà thân to đấy ạ. Cô chú anh chị nếu như để ý theo dõi nhiều kênh bán hàng, nhiều nơi bán hàng thì cô chú anh chị có thể thấy là một số nơi những cái thân giả hàng Pháp nó rất là bé luôn. Nó thậm chí so với những cái kỳ này, những cái cây ngắn ngắn như thế này nó cũng không to bằng đâu cô chú anh chị ạ, nó rất là bé. Mà dòng này cô chú anh chị có thể nhìn thấy là nó rất là to đấy ạ. Và riêng dòng này khi mà cô chú anh chị về chăm được ạ, thì cây của nó, thân của nó phải to bằng cái ngón tay cái, và thậm chí là to hơn. Chiều dài của nó phải đạt đến tầm 2 mét nhé cô chú anh chị. Thực sự là một cái dòng lan rất là đẹp luôn. Cái hình số 30. Dòng này thì nó rất là dễ trồng thôi cô chú anh chị ạ. Mỗi một mầm tơ như thế này thì về sang năm cô chú anh chị không cần phải kích gì hết, nó vẫn cứ lên 2 mầm. Cô chú anh chị gắn phân thì sẽ có một cái giò lan rất là tuyệt vời. Sang năm sẽ có một giò lan phải nói tuyệt vời hơn nữa, gấp đôi để cô chú anh chị có thể ngắm. Hình số 30 này em bán với giá 550.000 này cô chú anh chị này. 550.000 nhá cô chú anh chị. Đó. Và bình thường cô chú anh chị tìm hiểu về giá của dòng này thì người ta thường là, em thấy là những cái cây thân to người ta thường bán theo thân trên 100.000 cho một thân cơ chú anh chị ạ. Đó. Đấy, hình này em bán 550.000 nhá. Hình tiếp theo là hình số 52 cô chú anh chị nhìn này. Có ít thân dài thôi nhưng mà rất là nhiều thân ngắn, giò này cô chú anh chị lấy về làm giống thì tuyệt vời luôn. Giò này em bán với giá 520.000. 520.000 cho giò này ạ. Tất cả những cái thân ngắn này đều có khả năng cho hoa hết cô chú anh chị nhá. Và những cái cây ngắn nhiều như vậy thì sang năm cô chú anh chị tưởng tượng mình có giò sum xuê cỡ nào ạ. Hình tiếp theo là hình số 32 với giá 550.000. Những giò này thực sự nó giá nó phải ngang tầm với cả giò 7-800 ạ. Hình tiếp theo là hình số 33 với giá là 580.000 cô chú anh chị này. 580.000. Hình tiếp theo là hình số 34 với giá là 500.000. 500.000 cô chú anh chị tham khảo. Có những phiên em bán hàng với những cái cây ngắn mười mấy thân em bán 750, nói chung 750 mà nó mười mấy thân nhưng mà thân nó không có nù như thế này cô chú anh chị nhìn này. Đấy, hàng hiện tại thì so với cái lô hàng mà có lúc đấy em bán nó phải rẻ hơn mỗi một bảng như thế này phải tầm 200.000 đấy ạ. Hình tiếp theo là hình số 35 này. Em bán 500.000. 35-500.000 nhé cô chú chị. 36 cũng 500.000 ạ. 37 550.000. 38 có một thân dài kinh khủng, có khi đến mét rưỡi hay là mét 2 gì đó, dài lắm luôn cô chú chị này, tít tắp tận kia. Đó, giò này em bán với giá 520.000 nhé cô chú chị. Ít thân nhưng mà rất là dài luôn. Hình tiếp theo là hình số 39. 550.000 cho hình 39. Hình 40. Một giò long tu xuân 200.000. Long tu xuân 200.000. Thân rất là nù, ở đây có một cái thân này bị gãy mất à. Đấy, mà còn lại những cái thân này vẫn rất là nù như thế này nhé các chú chị. Hình tiếp theo hình 41 với giá 170.000. Hình 42 160.000. Hình 43 với giá 430.000 à 160.000. Hình 64 với giá 160. Đây là hình 44 nhá, 160 ạ. Hình 45 là dáng hương đuôi cáo này cô chú anh chị nhìn này, một phần dáng hương đuôi cáo lá xếp V xếp rụt đấy ạ, có những cây xếp V xếp rụt này. Đó, 2 cây, 3 cây này. Có 2 cây này thân lá đỏ nữa này. Trời ơi có tất cả bao nhiêu 2 3 6 cây cáo đẹp như vậy nhá, 6 cây cáo đẹp như vậy. Ở đây có một cây thân, đây có 2 cây thân tía rất là đẹp nữa này. Cái phần này em bán với giá là 250.000 nhá cô chú anh chị. 250.000 cho phần dáng hương đuôi cáo này. Hình 45 đây ạ. Những cây xếp V xếp rụt bản lá tía, có 2 cây bản lá tía nhá. 250.000. Tiếp theo là hình số 46. Em có một cụm này là một mẹ bao nhiêu con nhỉ? Đây, một mẹ và 4 cây con. Một mẹ 4 cây con nhìn rất là đẹp luôn. Và thêm một cây bản lá to đùng cách mạng luôn đấy ạ. Một cây bên này xếp V nữa này. Toàn bộ cái hình này em bán với giá là 200.000 nhé cô chú anh chị, 200.000. Hình tiếp theo, hình 47 là một hình dáng hương đuôi cáo xếp V. Đây, có 2 cây xếp V xếp rụt này. Cây này cũng xếp V này. Đẹp lắm ạ. Đây ạ. Toàn bộ là có tất cả bao nhiêu cây nhỉ? 2 4 6 cây xếp V như vậy nhá.
Hình này em bán với giá 200.000 là hình 47. Hình 48 em có 2 cây xếp V duy nhất ạ. Hai cây này cô chú anh chị trồng một chậu rất là đẹp nhá. Đây. Một cây xếp V thẳng tắp luôn, những cây xếp thẳng tắp như thế này rất là ít luôn. Cặp này cô chú anh chị về trồng chậu chăm lên thì được một giò quá xinh luôn. Cặp đôi này em bán 200.000 nhé cô chú anh chị. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những mặt hàng hiện tại bên em có ạ. Và mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên người thân và gia đình. Cô chú anh chị cùng xem lại mặt hàng bên em một chút xíu. Giáng hương đuôi cáo hàng kg. Trầm vàng. Trầm vàng đang mầm, thời điểm đẹp để ghép. Nghệ tâm có duy nhất 4 bó to đùng luôn. Đai châu hàng đang hàng nụ hoa, hàng chơi hoa Tết nhá cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn, hàng bóc trụ ạ, hàng rừng bóc trụ nhá cô chú anh chị. Hồ điệp mãn thiên hồng đang ngồng hoa chi chít luôn. Đó, thêm những khóm trần mộng đẹp tuyệt vời ạ. Và những cây phi điệp thân nù. Ôi, không thể nào là thực sự quá đẹp luôn. Những khóm trần mộng siêu đẹp luôn.